Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel Tô Vẽ Tranh trên kênh YouTube của mình. Và hôm nay thì mình sẽ cùng mọi người đã hoàn thành bức tranh hình ảnh về một chàng trai đội mũ cao bồi đang cầm đoạn dây các bạn nha. Các bạn cùng mình theo dõi hết video để biết cách mình tô màu cho bức tranh này nhé. Và đây là bức tranh của mình ngày hôm nay nha mọi người. Mình sẽ sử dụng đến cái bộ bút chì màu để hoàn thành cho cái bức tranh của mình ngày hôm nay. Hình ảnh về một chàng trai đội mũ cao bồi và cầm một đoạn dây các bạn này. Mình sẽ sử dụng đến màu nâu tối để tô cho cái phần chiếc mũ cao bồi của chàng trai nhé. Và tiếp tục thì mình sẽ sử dụng đến màu đen để tô cho cái phần đoạn dây mà chàng trai của mình đang cầm. Với những cái chi tiết nhỏ thì các bạn tô chậm thôi nhé, để tránh trường hợp mà nó lem ra ngoài. Tiếp tục thêm phần dây. Và tiếp tục thì mình sẽ sử dụng đến màu xanh để tô cho phần chiếc quần của chàng trai nhé. Mình sẽ gọt bút chì cho mọi người. Và đây là phần chiếc quần của chàng trai nha mọi người. Đã được mình tô với màu sắc đó là màu xanh. Tô xuống phần đôi bốt với màu sắc đó là màu tím rồi nhé. Mình sẽ sử dụng mấy màu xanh để tô cho cái phần chiếc quần tiếp theo nhé, ống quần tiếp theo của mình. Và tiếp theo mình sẽ sử dụng đến đó màu nâu sáng để tô cho phần chiếc áo. Sáng cho phần chiếc áo mọi người nhé. Mình đã hoàn thành xong bức tranh hình ảnh của một chàng trai đội mũ cao bồi quăng đoạn dây các bạn nha. Và đây là tác phẩm của mình các bạn nhé. Và như các bạn thấy ở trên tay của mình là một bức tranh hình ảnh một chàng trai các bạn này đang đội một chiếc mũ cao bồi và tay thì đang cầm một đoạn dây các bạn nhé. Đã được mình hoàn thành bởi rất là nhiều các phân loại màu sắc khác nhau. Và các bạn có thể tham khảo cái mẫu kết hợp màu được của mình để hoàn thành cho cái bức tranh về hình ảnh chàng trai đội mũ cao bồi này nha. Và video của mình đến đây là kết thúc rồi mọi người nhé. Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm và theo dõi. Mọi người nhớ like và subscribe
cho kênh YouTube mình nha. Cảm ơn tất cả mọi người và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Xin chào.